Hello, xin chào tất cả các anh chị em. Đang có quá nhiều anh chị em quan tâm đến hai dòng sản phẩm này, iPhone 12 Pro Max và iPhone 13 Pro Max. Hôm nay em làm một cái clip để những kiểu là không phải là so sánh mà bỏ ra từ 6 đến 7 triệu lên đời từ iPhone 12 Pro Max lên đời iPhone 13 Pro Max thì thu lại được những gì. Và cùng em theo dõi hết clip này nha. Bắt đầu thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện nay trên tay mình đây là hai chiếc iPhone, đó là 12 Pro Max và iPhone 13 Pro Max. Thì nếu như hiện tại bây giờ bỏ ra tầm 6 đến 7 triệu để lên đời từ 12 Pro Max lên iPhone 13 Pro Max thì mình cũng có những gì? Thì những cái này em muốn phân tích cho mọi người nghe. Đầu tiên là về phần thiết kế, hiệu năng đến camera và về pin. Thì bỏ ra tầm 6 đến 7 triệu thì iPhone 12 Pro Max lên iPhone 13 Pro Max có đáng hay không? Cái đầu tiên mà em muốn mọi người hướng tới ấy, đó là về phần thiết kế. Thiết kế của chiếc iPhone 12 và 13 thì nhìn nó sẽ không khác gì nhau. Nhưng mà bỏ ra từ 6 đến 7 triệu để lên đời iPhone 13 Pro Max ấy, thì mọi người có thể là chọn thêm cho em được, đó là về phần hai màu. Đấy là ngoài bỏ ra từ màu đen, màu vàng, màu trắng ra thì iPhone 13 Pro Max còn màu green này và màu Sierra Blue nữa. Nên là anh em có thể là chọn được những cái màu mà mình ưng ý, phù hợp với phong thủy của mọi người nhá. Nếu như mọi người mà nhìn qua về phần thiết kế của chiếc iPhone 12 và 13 sẽ không khác gì nhau là mấy, nếu như em cầm hai cây máy đó là một phiên bản màu đen. Nhưng nếu như mọi người gặp nó này, đấy mọi người nhìn sẽ nhìn thấy không ạ? Thì iPhone 13 Pro Max nhìn sẽ có cảm giác là dày hơn so với lại là iPhone 12 Pro Max. Nên là nếu như mà mọi người cầm chiếc iPhone 13 Pro Max trên tay thì cảm giác nó sẽ gọi là đầm tay hơn và nặng hơn rất là nhiều so với lại 12 Pro Max mọi người nhé. Và phần camera thì camera của chiếc 12 Pro Max nó sẽ bé hơn một chút so với camera của 13 Pro Max. Ngôn ngữ thiết kế thì em thấy cầm 13 Pro Max trên tay sẽ cảm giác nặng hơn, đầm hơn tay rất là nhiều. Còn iPhone 12 Pro Max thì cầm nó sẽ nhẹ hơn một chút. Rồi tiếp theo sẽ là về phần màn hình. Màn hình OLED của dòng iPhone thì cho nên là mọi người sẽ thấy không ạ? Kể về cái màu ảnh, cái điểm ảnh ở trên cái màn hình nó sẽ không khác nhau. Em sẽ cho mọi người xem của cái dòng iPhone ấy. Chẳng qua là 13 Pro Max, đây như mọi người thấy không, 13 Pro Max nó sẽ sáng hơn một chút so với lại là điểm ảnh của trên iPhone 12 Pro Max, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng là mấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất đấy là bỏ ra tầm tiền đấy mình thu lại được cái gì ở trên màn hình này, đó chính là một cái tai thỏ bé hơn rất là nhiều và rất là sexy mọi người nhé, cực kỳ là sexy. Nên là cái thông tin dữ liệu ở trên cái máy 13 Pro Max sẽ đưa ra cho anh em được nhiều hơn. Và tiếp theo nữa đó là chính là màn hình 120Hz ở trên iPhone 13 Pro Max, hỗ trợ cho anh em cảm giác những điểm bấm chạm nó sẽ mượt mà hơn và không có cái bóng ma bóng mờ chạy đằng sau ấy ạ. Thật ra thì màn hình 120Hz hay là 60Hz trên một chiếc iPhone thì em thấy nó cũng chẳng khác nhau là mấy đâu, nếu như mà mọi người không để ý nhiều ấy ạ. Còn những cái người mà thích sử dụng những cái đồ công nghệ ấy, thì người ta sẽ nhìn ra được luôn thôi. Nhưng mà nếu như bỏ ra thì bỏ ra cầm một cái màn hình 120Hz nó sẽ ok hơn rất là nhiều để hỗ trợ cho anh em sử dụng cũng tác vụ rất là tốt. Còn cái thứ ba mà em muốn nói tới đó chính là về hiệu năng ở trên hai máy này. Thì iPhone 12 Pro Max thì lúc nào cũng sử dụng con chip là Apple A14 Bionic. Còn trên iPhone 13 Pro Max sẽ là con chip Apple A15 Bionic. Với phần hiệu năng thì cái hiệu năng trên iPhone 12 Pro Max hay là iPhone 13 Pro Max cũng sẽ hỗ trợ cho mọi người đầy đủ tất cả những thứ mọi người cần. Nhưng mà con chip Apple A14 nó thua thiệt nhiều hơn so với con chip Apple A15. Bởi vì là cái lúc mà mọi người sử dụng những cái tác vụ thông thường Facebook, Zalo trong một khoảng thời gian dài ấy, thì iPhone 12 Pro Max sẽ bộc lộ điểm yếu về phần hiệu năng của chiếc máy này. Đó chính là nóng và nhiệt độ. Nhiệt độ của chiếc 12 Pro Max nó sẽ rất là nóng nếu như mọi người sử dụng trong một thời gian dài. Kể cả ngay anh em sử dụng để chơi game thì 12 Pro Max nó sẽ không hợp lý cho những game thủ đâu mọi người nhá. Nên là nếu như mọi người xác định mua máy này về chơi game ấy, thì bỏ qua con này nha. Còn iPhone 13 Pro Max thì sao ạ? Con chip Apple A15 làm rõ ràng cực kỳ là tốt ở trong những cái thời điểm hiện tại bây giờ. Ngay cả về phần chơi game hỗ trợ, nếu như anh em chơi Liên Quân ấy, nó còn hỗ trợ cho anh em FPS 120 cơ. Cho nên là con chip Apple A15 trên iPhone 13 Pro Max em đang không có thể là gọi là chê được bất kỳ ở trên con chip này như thế nào. Còn nếu mà nói về những cái phiên bản iOS hiện tại thì 16.4 hay là 16.4.1 thì nó sẽ hỗ trợ cho 13 Pro Max nhiều hơn so với lại 12 Pro Max. Thì iOS này sẽ hỗ trợ cho anh em là cái về phần nhiệt độ của 12 Pro Max nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Nếu như mà mọi người sử dụng để chơi game ấy thì cái phần nhiệt độ của 12 Pro Max nó sẽ không bị nóng so với những với lại phiên bản iOS khác. Nhưng mà pin của trên 12 Pro Max nó sẽ tụt pin rất là nhanh. Còn 13 Pro Max thì em thấy chưa có ảnh hưởng gì nhiều so với lại là tụt pin một chút, nhưng mà 13 Pro Max sẽ hỗ trợ anh em sử dụng rất là ok. Rồi, tiếp theo là em muốn nói về pin. Thì bỏ ra cái tầm tiền đấy để anh em thu lại được cái gì? Ở 2 Pro Max em nhớ không nhầm thì rơi vào tầm hơn 3.600.
Nhưng mà cái viên pin của iPhone 13 Pro Max đã lên được cho anh em là 4.300, hỗ trợ cho anh em khoảng độ là một ngày đến một ngày rưỡi để sử dụng. Thì bỏ ra cái tầm tiền này mà để mua một một máy mà pin trâu ấy thì sẽ rất là ok, cực kỳ là ok luôn mọi người nhá. Không nói về pin nữa thì tiếp theo là em muốn nói về phần camera. Camera của chiếc iPhone 12 Pro Max đã có cảm biến ánh sáng rất là tốt rồi. Thì nếu như mọi người mà mua máy này về để chụp tất cả các cái liên quan đến như kiểu là sản phẩm này hay là những ảnh ở ngoài trời đi du lịch thì iPhone 12 Pro Max sẽ hỗ trợ anh em rất là nhiều cảm biến ánh sáng rất là to mọi người nhá. Nhưng mà bù lại iPhone 13 Pro Max nó lại còn hơn iPhone 12 Pro Max rất là nhiều cảm biến ánh sáng, còn to hơn so với bình thường nữa cơ. Và tiếp theo nữa đó chính là về khẩu độ ở trên ba camera này đều hỗ trợ cho anh em là 12 megapixel, nhưng mà ba camera này đều có đầy đủ ba RAW luôn. Nếu như mà những cái người mà dùng iPhone 13 Pro Max để chụp những bức ảnh cơ bản ấy và chuyên nghiệp ấy thì 13 Pro Max sẽ hỗ trợ cho anh em rất là nhiều, ngay cả những cái việc như là chụp chuyên nghiệp đưa lên máy tính để chỉnh sửa ảnh ấy thì ba RAW ở trên ba camera này nó sẽ hỗ trợ cho anh em rất là nhiều luôn. Và hiện tại iPhone 14 Pro Max đang còn cua camera của iPhone 13 Pro Max nha mọi người nhá. Nên là nếu như mà anh em xác định mà về camera thì iPhone 13 Pro Max sẽ hỗ trợ cho anh em nhiều hơn so với lại 12 Pro Max. Thì bỏ ra tầm 6 đến 7 triệu có nên lên đời iPhone 13 Pro Max hay không thì em nghĩ sẽ chắc chắn là nên lên, bởi vì là nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Nhưng có một cái nhược điểm mà mọi người khi mà bỏ số tiền đấy ra mà thu lại được, đó chính là nỗi sợ ở trên xanh màn ở trên iPhone 13 Pro Max đang ngập tràn ở cái đất nước Việt Nam này. Nếu như mà có nhiều người thì hầu như 100 người thì sẽ có 70 người người ta sẽ quan tâm về cái màn hình của 13 Pro Max. Nên là khi mà mọi người mua chiếc máy như thế này mà như kiểu là dùng nó quá nóng ấy, như kiểu là dùng để edit video hay là để nâng iOS hay là chuyển dữ liệu từ máy này sang máy này mà khiến cho chiếc iPhone 13 Pro Max nó nóng quá lên ấy, thì cái phần cáp của ở trong cái màn hình nó sẽ bị chảy ra và nó sẽ dẫn đến là hiện tượng xanh màn ở trên iPhone 13 Pro Max. Cho nên là mọi người mà mua iPhone 13 Pro Max thì đầu tiên cho em là phải thật can đảm mọi người nhá. Và mọi người hãy chọn cho mình một cửa hàng uy tín có bảo hành màn hình mọi người cho thật là đầy đủ. Nếu như mà muốn sở hữu ngay cho mình một chiếc iPhone 13 Pro Max thì phải lên luôn mọi người ạ. Dùng sướng lắm luôn, và em đang quay trên một chiếc iPhone 13 Pro Max. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip này. Chúc mọi người mua một chiếc máy tốt dùng bền. Em là Huy ở Tuấn Mobile. Em sẽ để đường link ở phía bên dưới để mọi người có thể click vào chọn được một chiếc máy ưng ý nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.